Hello, VPX Gaming. Hello. 四爷，Lightning 我就看你不会带出门啊。OK，这场是联盟 game 啊，DC Crazy Boy 啊，那你吃的是啥？Emerald, you're your best, thank you. Give me a like, share video, thank you so much. 这个词真的吓我一跳。Give me a like. SK Floppy, anh ta cũng đang đánh. Floppy, anh ta cũng chơi một cái deck không ít ở trong này. Ấy, của anh sư nhỉ. Ấy, cái chú sư nhỉ. Sao em hoàn sao vậy? Tin phá. Đi mà thấy sổ thu ăn được chưa? Sa pi pi bao nhiêu phá của cái gì mà lại đây này sẽ bắt xuống rồi, vì vậy thầy sẽ có nhiều player đang online nhưng mà lại không có người bị đăng cần đó là Kit Kit và Happy Noob. Mà chỉ có rất là nhiều cái xa á. Benro cũng offline mất rồi. Kit Ờ, nó mình cũng không nghĩ tại vì là có một một vài ông comment ở trên ui không được được đấy ông xà piô dạ không 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 anh đánh cái gì không chấm gió ngồi đây chấm gió thôi mình mà đi đánh thì ai ngồi stream cho bạn xem rất tiền phun hãi họ cái này ngày hôm qua thì mình có đăng bài ở trên Twitter và có ông kia comment là cái số liệu đấy là giả mà gì đấy, nói chung là mình không biết nhưng mà phải nói là một tỷ cái dân số của tỷ dân thì nó là mà có bề có 1,6 triệu người xem thì nó không phải là không không quá là ngạc nhiên đúng không, có số ở đấy là được ra mình biết áp thật nó mờ mờ nó áo áo trong người Tornado không này mình đặt bài Tornado sai đặt minor sai nó đặt minor là phải đặt dưới à mấy sao của nước sổ chưa biểu diễn Muji Zack Elsop Anaban I think Elsop tại sao mình lại chọn Elsop bởi vì là anh ta có rất nhiều thành tích Zack chưa đủ để so sánh được với Elsop chưa đủ tuổi để sao so sánh nhau siêu vì về thành tích mặc dù là Zack có thể đánh hot đánh nổi bật nhưng mà siêu anh ta quá nhiều thành tích đặc biệt là giới người ta so sánh đã so sánh với nhau thì so sánh về thành tích chứ không ai so sánh về những cái gọi là độ nổi tiếng. Hello VPX Gaming hello Lightning Lightning the kill miner holy shit thua sạch 12 đúng là thua trận đen. Team Vivo K thì họ thắng được hai game được game 2v2. Thua thắng game 2v2. Mình rất bận. Mình phải nói là mình xem trận trận chung kết năm vừa rồi 2018 từ đầu đến cuối luôn. Lightning. Và mình cũng không hiểu là cái format tại sao lại lên ra biết đánh được hai trận liên tiếp. Mình không không mình bất ngờ nhé, mình còn không biết là cái format của đấy nữa. Wow, mình còn thắc mắc là ủa ông này vừa đánh no tornado là lót đây rồi mày quá ui môi của mình đang thua rồi lót rồi Araban Sneak Master Legend thắng TNT bao giờ chưa thì chưa Floppy 7.600 ui Floppy đánh nhanh vãi Floppy này hôm nay lên top 1 thì sao ạ? Hello, hello. Welcome back my channel. Thì nhất mình còn nhận Legend tổng thua ở TNT rồi. Kit Kit anh ta offline mất rồi bác ạ. Cả Kit Kit và cả xem nào. Kit Kit và cả Happy Noob anh hôm nay offline hết rồi. Phải xem cái kit mà nói là hôm ngày hôm qua cái kit tầm cặp trận đen Tornado
Mai chẳng mai chẳng. Mai chẳng 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 hai cái số đó đúng không? GG, hay quá. Đánh chuẩn lấy từng cm luôn. Ui dồi ôi, chuẩn quá. Mặc dù là mấy cái hoạt này họ đẩy quân rất là bất ngờ nhưng mà vẫn thủ tốt. Đặt con IC cũng tốt. Còn Leon này anh ta là Z... I only one. MVP 2019 mà, hợp anh em còn nhớ không nè. Just Helios Impaling Rail Zion Lightning Rail Zion Lightning How are you today, good bro? And you? Give me a like, share video, thank you so much. Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm được. Đã mình mua lúc hôm sau anh mua bao nhiêu tiền là cái đó hôm xưa hồi trước là mình mua trăm nhưng bây giờ nó còn tám mấy nghìn này. Mọi người cứ bảo là cái đồ đấy ung thư nhưng mình thấy chả bài báo biết nào nó thật sự là cái ung thư mình vẫn dùng được một cái là hàng phết một cái giữ tiền rất là tốt. Mình live stream tầm sẽ tầm 12 giờ đến 2 giờ một kỳ. Biết cả ngủ ra dần nha. Mai mình làm chiều nhưng mà sáng mai mình không biết. Ok, rồi rồi. Hello, xin chào. Em có thấy báo bị ung thư nhưng mà thực ra là có bài viết báo là chính thống đâu. Thực ra nếu mà nói là bị ung thư những cái phần đấy thì thường là sẽ có những cái tin chính thống như kiểu Zing hay là 24 giờ hay là những kênh trang chính thống là sẽ nói. Họ có những bài viết nó gọi là chuẩn xác hơn là cái việc mà cắt ghép từ những cái bài viết của Trung Quốc xong rồi cắt ghép hình ảnh vào thấy nó không thỏa đáng thì mình vẫn dùng nhưng mà được cái là cái này dùng rất là tốt anh em gọi tin tức trên server đi bây giờ trên chỗ nào nó cũng báo biết còn báo lọc cải để lọc báo mọi người phải gì đâu mình biết là chọn lọc báo nào thì lọc ông này đánh Royal Dragon rất hay này ui đánh kích kinh thâu rồi. Lightning Fisherman, hai con Fisherman cũng chết bởi vì máu của nó thấp hơn cả máu máu của con kia rồi hai con Fisherman cực kỳ là khó chịu bởi vì là nhức đầu đây là một tuần rất là khó chịu bởi vì là họ sẽ có một cái Lightning trong cái tuần tiếp theo Fisherman vào trụ có hai hit đến từ Royal Giant thôi xong rồi một cái Lightning nữa. Một cái lightning nữa, một cái lightning bất cứ lúc nào. Và shop trong một trận này rất là khó đánh. Khó rồi. Fritz, còn Elisa Golem nó lại kéo vào nữa. Quá tuyệt vời. bảy trăm năm mươi máu này là một cái vàng nó rất khó. Tornado, Lightning, Lock, Lightning, Lock, and Skeleton.
Armageddon, Lock. No hit. Ui, bên kia rất nhiều Velis kìa. Không được, phải thủ trước đã. Bên kia họ sẽ là con Lightning. Nguy hiểm quá, không xong rồi. Cái gì? So close, come on. Đáng lẽ là tên kia là quay ra Lightning với lại nó là hợp lý hơn. Quay Lightning với lại Lock luôn. Helios lên top 5 rồi. Poppy thì ra vẫn cần nữa. Siage. Đây là trận đấu mình đang chờ đợi rất là lâu, đó là Siage và Cloud to the Sun. His YouTube name, he doesn't have a YouTube channel. Chắc offline rồi. Một lẽ gần. Người hề Elsiop bro. Do you know him? Elsiop is the best player in the world and the best player in from China. Wave Jab. Phải nói là không khó là để anh kiếm một King Tower bởi vì là Siake đều sẽ check deck của Siake nhá. Bởi vì anh ta sẽ là chơi deck gì mình nhờ. Siake. Ôi, anh ta is a golem, có thể anh kiếm được. Nhưng mà anh kiếm sẽ rất là khó bởi vì nó đi cùng với một vài con nữa. Lightning sẽ Lightning cho Quick và Nightwick. Look at Gamer, let me check here online. Let me check Look at Gamer. Oh no, Look at offline. Listen, yeah, offline too. His name is how to defend right now. Night defense. Rồi. Tornado. Lightning. Low Tiger. Ui, rồi xong rồi tên này khó rồi vì Great Jump. Tornado. Được rồi, anh đã quá tham Lightning. Gì, Great Jump không cần tay. Nhưng mà Red Jack vẫn có Ace Golem bởi vì nó có chân nó chết. Quá đen. Nếu mà anh ta giữ lại Ace để cho tên kia thì sẽ là hợp lý hơn. Chúng ta có thể thử được. Quá tham. Ôi, lại gặp ông này. Ông này là mới gặp lúc nãy. Balloon Cycle. Somewhere in the hills.
hold at her feet, watching seasons change. Our roads were lined with thin and sharp mountains in the way. À, bên Slikin anh ta đang hút cho một cái ác đó là ác AC Milan. Chết là cái deck ngang này rồi. Shane Blakin hút cho cái ác AC Milan. Đang hút theo nói là khá là sắp bậc. Tổng 13, vậy Shane Blakin chọn luôn. Never dream. Ở đâu không phải. Còn anh ra thua mà. Không phải mình chịu. Còn ra không phải mất trang này. Rồi dạng lại là double elixir. Double. Anh trụ thứ hai thì Executioner nó sẽ có lợi thế hơn, đặc biệt là Balloon hay là Miner để thủ chuẩn luôn, không có cách nào để có thể thả một con Executioner một cách đi tự do được. Lightning rồi Executioner nằm xuống luôn, một cái tornado fail, Executioner Elixir tiếp theo thôi xong. GG 3 Crown. Game vừa rồi lúc nãy là quan trọng nhớ là nó thua là ông Elizabeth. Anh em sửa thua. GG, well play. Night Tornado. Lightning. Baby Black. Hai Lightning, nice. Tornado. Nice. And Lock and Lightning, GG. Hay quá nhỉ. Lâu lắm được nhiều người xem, trước khoảng 100 người xuống. Nhưng phải nói là ngày hôm nay rất nhiều người anh em Việt Nam ở đây và cảm ơn mọi người rất nhiều. Gì mà. Nếu mà các bạn, nếu mà bác đã từng chơi từ rất là xưa thì bác sẽ biết là ông Kit này đã từng là top 1 nhưng mà sau đấy thì tụt đấy. Mew Healthy okay. Perfect 10. I will stop live stream in okay, let me check the last account. I will stop live stream. Yeah, let me check the last 36. Yes, and now that's 36 and can see. No, I don't think this account of Elsewhere, I don't think so. I don't think so. This account, 20. Yeah.
Hack the level, yeah, somewhere master the lead. Are you sure, man? Sure. You will stream on the account to top 20 in your clan top 1 really? Okay. Thank Hi. Bye. Hi. Okay, thank you, Kristen. Thank for your information. His top guy on good. Okay, thank you for information. Your information. Hi. Bye. Một cơn đồ fail và một landing không khâu hồn. Một landing nữa fail. Sorry guys, I will stop live stream in 20 minutes. Okay. 12 giờ đi ngủ nhé mọi người. Hai, ba. Usain Bolt. Bất chấp này quá hay. Bạn này muốn xem được. Ôi, tôi lấy đồ lỗi rồi. Rồi xong rồi. Em đã check xem lịch video tài chơi deck gì. Xem lịch video, where are you now? Let me check this deck. Go deck, go deck. Siêu Ryan vẫn đang đánh. Đánh gì đây? Ôi, Executioner Vanquish. Hawk. Hawk không nhỉ? Còn đây không phải, mà là Hawk, đây là Royal Dragon thì đúng hơn. Ôi, Great job. Can I add you a hero? Yeah. Add my Facebook. If you want. Bản này nghe bay hơn bản kia. What's your Facebook? Yeah, let me share link on the wait for me in 5 minutes. Yes, my Facebook here. I will accept later.
Ok, được. Bạn có gì nhỉ, để mà đợi chút em đi ra mắt xong. Tại vì là em link cái từ account ở trên bên cái app đấy. Còn cái app kia là em chỉ add link cho mấy ông top thôi. Tại vì nếu mà add nhiều one lag, các bạn biết là 5.000 người mà vào trong một cái fan list thì đúng là có một cái kinh khủng. Máy lag thôi rồi. Yes, can you accept my Facebook? Yeah, to comment your name Facebook. I will accept right now. After the matchup. Lightning and lock, not enough damage. Oh, lag. No! So close. Holy shit. Holy shit. Okay. Thank you.